các bạn thấy sushi nè, ngon ha. Của Nhật ăn cũng được. Ăn sushi các bạn đó, kêu tô bánh canh má mình ăn, má mình không ăn cá sống, mình ăn ăn thử nha, ngon không? Trời lạnh lắm các bạn, lạnh ngắt luôn. Anh bẻ bẻ đũa giùm em anh. Kẹp miếng dưa chua vô để bên này nè. Và ngon kìa các bạn. Tiệm này của người Nhật bán ngon. Gừng này các bạn, gừng non này, tăm muối chua nè. Wow.
là gạo gạo tím tím anh. Thank you.
hay đi nhỏ, còn ở trên trường học. Cái này nó đậm đà hơn, không kia củ cải.
chứ không mà các bạn ăn trong biển đâu có nóng đâu mà cũng khỏi. Trong biển người ta bớt muối, chua chua, ngon quá. Chạy gần hết rồi đó.
ok ha. Vật chợ này nó như vậy nè các bạn. Đó. Đứng này nè. Gì vậy? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.